Con kính bạch sư, hiện nay con đang phân vân không biết tìm đọc kinh 38 pháp hạnh phúc ở đâu. Vì nhiều trang web do các tác giả khác biên soạn, xin sư chỉ dẫn cho con vài trang web. Thì hiện tại bây giờ quý vị vào trang Tam Tạng Pali Việt ha. tamtangpaliviet.net. Quý vị vào trang văn học Pali. Tìm tới cái phần tiểu bộ, tìm xuống tiểu bộ có phần là tiểu tụng đó, đây là kinh tập nè. Xuống cái phần không ta, tiểu tụng xin lỗi, xuống phần tiểu tụng ha, tìm Google, tìm Control F, tìm cái tiểu tụng tỳ kheo Indat Chanh Đá. Quý vị vào trong tiểu tụng ha, thì sẽ có kinh là kinh Điềm Lành đó, thì ở đây là 38 pháp hạnh phúc đó. Là kinh Điềm Lành đấy. Thì đây là bản dịch sát với Pali nhất. Nếu như quý vị nghiên cứu nha, để mà nghiên cứu mà hiểu nghĩa là cái bản này là sát với Pali nhất. Rồi. Còn nếu như quý vị muốn xem bản Pali ấy, thì quý vị vui lòng vào trang Digital Pali Reader Online. Và quý vị vào navigation nè, vào cái khuất đá cá rồi, rồi trong cái phần sổ xuống ở đây vô phần Mangala Suttang, rồi bấm qua thì chúng ta sẽ có cái phiên bản Pali của cái này ha. Còn về cái bài giảng thì sư đã có giảng kinh 38 pháp hạnh phúc rồi. Đây, 38 pháp hạnh phúc ha. Quý vị vào ha, thì sư đã có cái danh sách phát kinh 38 pháp hạnh phúc. Quý vị vào để xem. Rồi. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.